Thưa quý vị, vừa là sân chơi hè, vừa là hoạt động thực tế giúp cho học sinh vừa học vừa chơi, tiếp thu kiến thức tự nhiên. Chương trình trải nghiệm một ngày làm lính cứu hỏa đã trang bị cho các em những kỹ năng cơ bản để ứng phó cũng như là thoát hiểm khi đám cháy bất ngờ xảy ra. Hào hứng xen lẫn hồi hộp là những gì mà các bạn học sinh cảm nhận được khi lần đầu tiên thực hiện động tác đu dây thoát hiểm từ tầng cao xuống mặt đất. Đây được xem là nội dung thực hành mới lạ, hấp dẫn, được các em thích thú suốt hoạt động trải nghiệm một ngày làm lính cứu hỏa. Dạ, lần đầu tiên đu dây em thấy khá hồi hộp trong người với lại sợ té. Nhưng mà có mấy anh ấy dây để an toàn nên là em cũng đỡ sợ. Cái lần thứ hai em thấy quen tay hơn nên là làm nó mượt hơn. Nhằm thực hiện tốt cái công tác phòng cháy cháy ở tại nơi chúng ta làm việc, có thể là nơi học và gia đình của chúng ta, thì nhằm trang bị những kiến thức cơ bản có thể là xử lý các tình huống mới phát sinh cháy. Về cái kỹ năng mà thoát nạn đu dây tự cứu này là trường hợp dành cho những cái nhà chung cư cao tầng và ở độ cao, thì chúng ta có thể sử dụng dây tự cứu, trang bị cho các bạn để chúng ta tập làm quen với cách tự mình cứu mình. Với những tình huống được chuẩn bị chu đáo, dàn dựng giống thực tiễn đã giúp cho học sinh được tiếp cận và bình tĩnh xử lý đám cháy kịp thời, nhất là không hoang mang nếu có sự cố bất ngờ xảy ra. Thông qua buổi trải nghiệm này, các em sẽ hiểu hơn những vất vả của những người lính cứu hỏa, qua đây nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy tại nơi học tập, làm việc và sinh sống.